Vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những đại án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm suốt thời gian qua đã được đưa ra xét xử. Trong phần luận tội vào chiều qua 19 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã đề nghị tòa tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tổng hợp mức hình phạt tử hình đối với 3 tội danh. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM, các bị cáo trong vụ án này đều có trình độ, có đủ nhận thức để xác định hành vi nào trái pháp luật, hành vi nào không. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, tạo dư luận xấu trong nước cũng như quốc tế.